bên cạnh rất nhiều dịch bệnh cũng như là những vấn đề về thể chất khác thì sức khỏe tâm thần cũng là một trong những nội dung mà đang ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của người dân trên khắp thế giới, đặc biệt là sau 2 năm vừa qua chúng ta vừa trải qua đại dịch Covid-19 và rất nhiều các cuộc khủng hoảng. Và cụ thể, theo hướng dẫn của WHO về sức khỏe tâm thần tại nơi làm việc và bản tóm tắt do Tổ chức Y tế Thế giới và Tổ chức lao động Quốc tế thực hiện vừa được công bố mới đây vào ngày 28 tháng 9, thì ước tính có 12 tỷ ngày làm việc bị mất mỗi năm do người lao động bị trầm cảm hoặc là lo lắng và gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu gần 1.000 tỷ đô la Mỹ. Trước thực trạng này, thì hai tổ chức trên đã cùng kêu gọi hành động cụ thể để giải quyết các vấn đề về sức khỏe tâm thần trong dân số lao động. hướng dẫn toàn cầu của tổ chức y tế thế giới who về sức khỏe tâm thần tại nơi làm việc khuyến nghị các hành động để giải quyết những rủi ro về sức khỏe tâm thần như khối lượng công việc nặng các hành vi tiêu cực và các yếu tố khác gây ra tình trạng đau khổ tại nơi làm việc lần đầu tiên who khuyến nghị đào tạo lãnh đạo nhằm xây dựng khả năng của họ để ngăn chặn môi trường làm việc căng thẳng và ứng phó với những người lao động gặp nạn hướng dẫn cũng khuyến nghị nên xem xét tốt hơn nhu cầu của người lao động bị rối loạn tâm thần, cung cấp các biện pháp can thiệp để thúc đẩy họ trở lại làm việc. Và đối với những người bị rối loạn tâm thần nặng thì cần cung cấp các biện pháp can thiệp, tạo điều kiện tiếp cận việc làm được trả lương. Điều quan trọng là hướng dẫn ủng hộ các biện pháp can thiệp để bảo vệ các nhân viên y tế, nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp.